khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Bằng không, anh em sẽ chẳng được cha của anh em đấng ngự trên trời ban thưởng. Vậy khi bố thí, đừng có khua chiêng đánh trống như bọn đạo đức giả thường biểu diễn trong hội đường và ngoài phố xá, cốt để cho người ta khen. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh, khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm, để việc anh bố thí được kín đáo. Và cha của anh, đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh. Và khi cầu nguyện, anh em đừng làm như bọn đạo đức giả. Chúng thích đứng cầu nguyện trong các hội đường hoặc ngoài các ngã ba, ngã tư cho người ta thấy. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh, khi cầu nguyện, hãy vào phòng, đóng cửa lại và cầu nguyện cùng cha của anh, đấng hiện diện nơi kín đáo. Và cha của anh, đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh. Rồi khi ăn chay, anh em chớ làm bộ giàu dĩ như bọn đạo đức giả. Chúng làm cho ra vẻ thiểu não để thiên hạ thấy là chúng ăn chay. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh, khi ăn chay, nên rửa mặt cho sạch, chải đầu cho thơm, để không ai thấy là anh ăn chay, ngoại trừ cha của anh, đấng hiện diện nơi kín đáo. Và cha của anh, đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh. Anh chị em thân mến, hôm nay chúng ta bước vào mùa chay thánh, phẩm phục phùng vụ cũng có màu tím như trong mùa vọng, nhưng mang một ý nghĩa mới. Thay vì diễn tả sự mong chờ Chúa trở lại trong vinh quang, thì màu tím của phẩm phục mùa chay nói lên lòng sám hối, sự hoán cải đời sống, như câu tin mừng mà thừa tác viên sách cho nói với người lãnh nhận: hãy sám hối và tin vào tin mừng. Câu lời Chúa này cũng nói lên nguyên nhân và mục đích của lòng sám hối, đó là tin và tin mừng. Người Kitô hữu được mời gọi sám hối và hoán cải không phải vì những nguyên nhân nào khác như sợ thiệt hại vật chất hoặc sợ bị trừng phạt, ví dụ như các quan tham trước tòa án, nhưng là vì đi ngược với phúc âm của Chúa Giêsu. Bây giờ họ hoán cải cũng không phải để được một lợi ích nào đó về vật chất hay tinh thần, nhưng là để sống cho phúc âm của Đức Giêsu. Hãy sám hối và tin vào tin mừng, đó là ý nghĩa chính yếu của tinh thần sống mùa chay. Nhưng tin vào tin mừng là như thế nào? Nội dung của tin mừng rất sâu xa và phong phú. Biết chọn điểm nào để sống, chúng ta hãy quay về với bài phúc âm được công bố trong thứ tư lễ cho hôm nay. Thánh sử Matthew cho biết lời của Đức Giêsu dạy các môn đệ của Ngài rằng: khi làm việc làm phúc đức thì hãy coi chừng, đừng phô trương cho thiên hạ thấy. Những việc làm phúc đức mà Đức Giêsu đề cập đến là bố thí, cầu nguyện và ăn chay. Ngài dạy các môn đệ của Ngài làm những việc này thì hãy làm cách kín đáo, chứ đừng phô trương cho thiên hạ thấy theo kiểu những kẻ đạo đức giả. Những người này khi bố thí thì khua chiêng đánh trống, cốt lấy tiếng khen của người khác. Khi cầu nguyện thì đứng ở ngã ba, ngã tư cho người ta thấy. Khi ăn chay thì làm bộ rầu rĩ. Đó là những kẻ đạo đức giả, ưa thích danh vọng hão huyền. Họ hão danh. Đức Giêsu không muốn các môn đệ của mình bắt chước họ. Ngài dạy các môn đệ hướng tất cả việc làm phúc đức của mình về Thiên Chúa, làm vì Thiên Chúa, làm chỉ cần Thiên Chúa biết, mà Thiên Chúa là đấng thấu suốt những gì ở trong thâm tâm lòng người, là đấng thấy rõ những gì kín ẩn. Nên các môn đệ phải làm việc làm phúc đức một cách kín đáo, chỉ cho một mình Thiên Chúa biết, vì những việc làm phúc đức họ làm không nhắm làm cho mình mà làm cho Chúa. Như thế sự hoán cải, sự sám hối và tin vào tin mừng theo phúc âm hôm nay
Đó là tin mừng dạy ta thay đổi mục đích hành động. Từ chỗ lấy mình làm trung tâm, làm mọi sự chỉ quy về mình, đến chỗ lấy Chúa làm trung tâm và quy hướng mọi hành động, mọi việc làm phúc đức về Ngài. Ngày hôm nay, nhiều người, nhiều tổ chức làm việc từ thiện để quảng cáo thương hiệu của mình. Nhiều vị lãnh đạo, tôn giáo cũng như chính quyền thích xây dựng những công trình tốn kém để phô trương bản lãnh, thích tổ chức những lễ hội ồn ào nhưng thiếu bầu khí tâm linh. Cũng có nhiều người tỏ ra mình đạo đức, đưa những bài giảng hùng hồn, những dòng suy niệm cao siêu và những lời cầu nguyện sốt sắng lên những phương tiện truyền thông. Nhưng trong thực tế cuộc sống thì không mấy khi đích thân cầu nguyện tâm sự với Chúa. Các kênh truyền thông như những ngã ba, ngã tư mà họ ưa thích đứng cầu nguyện cho người ta biết, càng nhiều người like càng tốt. Mùa chay, lời Chúa mời gọi chúng ta hoán cải sám hối. Chúng ta được mời gọi xét lại lòng tin của bản thân. Tôi có thực sự đặt tròn niềm tin vào Chúa không? Ngài có phải là Chúa của tôi, là đấng tôi tôn thờ không? Hay ngược lại, tôi lấy danh Ngài để phục vụ cho danh tiếng hạ huyền của tôi? Tôi đang làm những việc làm phúc đức vì ai? Có phải thực sự là vì Chúa hay không? Lạy Chúa, xin soi sáng khi chúng con thấy rõ động cơ thực sự của những lựa chọn sống đức tin của mình. Xin ban ơn hoán cải cho chúng con trong mùa chay thánh này.